Xin chào các bạn, tôi là Việt Arno. Tôi và các bạn đang chiêm ngưỡng công trình kiến trúc lớn nhất thế giới về sân bay được Zaha Hadid thiết kế. Đây là sân bay lộng lẫy lớn nhất thế giới với biệt danh là nhẫn chuột sao biển, khánh thành vào ngày 25 tháng 9 vừa rồi. Sân bay quốc tế Bắc Kinh Daxing rộng 7,5 triệu mét vuông là sự kết hợp giữa kiến trúc sư Zaha Hadid và chuyên gia sân bay Ajib Dzire. Sân bay sẽ phục vụ 45 triệu hành khách mỗi năm và dự kiến đến năm 2025 sẽ phục vụ 72 triệu hành khách. Như các bạn đã biết, Zaha Hadid là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử thế giới nhận giải thưởng thiết kế Pritzker cao quý vào năm 2004. Giải thưởng được ví như là giải Nobel của ngành kiến trúc. Zaha Hadid sinh ngày 31 tháng 10 năm 1950 tại Bản Đá. Bà mang cả hai quốc tịch Ả Rập và Anh. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành toán học tại trường đại học Beirut ở Hoa Kỳ, Zaha đã quyết định theo học ngành kiến trúc tại trường kiến trúc London. Bà đang có thời gian làm việc cùng với chính người thầy nổi tiếng của mình là kiến trúc sư Rem Koolhaas năm 1977. 3 năm sau đó, bà quyết định thành lập công ty riêng của mình. Bà là người sáng lập nên công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Zaha Hadid với khoảng 950 dự án cùng 44 quốc gia. Được thành lập năm 1980, lúc ấy chỉ có 5 nhân viên, công ty có trụ sở tại London và hiện tại bây giờ đã có 427 nhân viên làm việc trên nhiều dự án của mình. Hiện tại thì có nhiều dự án của Zaha Hadid đang tiến hành trên khắp toàn thế giới. Pointing blaming you, you did not know how I thought you were.